Ngày hôm đó thì tôi có tham gia vào trong cái đoàn người đi khiêu khiển Formosa, và tôi thấy là đoàn đi rất là trật tự, rất là có nề nếp, đi không ảnh hưởng gì đến giao thông cả. Mà thế nhưng mà bên phía chính quyền của Nghệ An thì đã là có những cái hành động rất là thô bạo đối với người dân, cũng như là cả linh mục trong cái đoàn. Và tôi đặc biệt lên án cái sự đánh đập quá là dã man của công an Nghệ An. Hôm đó thì tôi may mắn được tham gia với cái đoàn khởi kiện, mặc dù tôi không đi từ đầu nhưng đến Yên Lý thì tôi có tham gia và tôi đã chứng kiến được rất là nhiều cái cảnh tượng đau thương đối với những người dân trong cái đoàn đi khởi kiện. Thứ nhất tôi thấy được rằng cái người dân đi khởi kiện nó rất là ôn hòa và bị nhà cầm quyền là dàn dựng và sau đó thì bố trí lực lượng để đánh đập một cách rất là dã man. Sau khi tôi được thoát được khỏi cái vòng vây thì thoát được cái vòng vây á, thì tôi tìm một nơi khá là cao và tôi quan sát được rõ ràng được những cái người bị đánh, chúng dùng những cái hành động rất là dã man. Khi người dân vừa đến, nó bắt dừng xe thì nó tút chìa khóa của người dân và sau đó nó 4 đến 5 5 người là xông vào để đánh và đè 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 ngực để đánh đánh ở dưới lên và kẹp cổ để mang đi. Chú có thể tường trình rằng là ngày hôm đó thì giống như nhà cầm quyền truyền thông của Lệ Đảng nói rằng là người dân Sông Ngọc bạo loạn rồi ném đá về phía cảnh sát cơ động thì liệu điều đó có đúng sự thật không ạ? Cái đó thì dân Sông Ngọc đến đó thì không đúng sự thật là bạo loạn, tại vì là dân Sông Ngọc đến đó thì họ đã bao vây rồi, họ ngồi xuống hẳn luôn, họ dẹp ngồi xuống hẳn, họ không không lém đá hoặc không 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 không, không tấn công gì từ bên công an cả. Vậy khi mà lực lượng nhà cầm quyền cũng như là cảnh sát cơ động đến đánh đập thì người dân có chống trả lại hay là có cái động thái nào tấn công về phía lực lượng công an không ạ? không, em không thấy là bên họ chống trả lại, cho họ dồn rồi họ ngồi xuống, họ vâng lời, họ ngồi xuống, họ không 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 chống trả lại, rồi họ không 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 đánh đập gì cả, chỉ có bên chính quyền công an thì họ đập, với là họ đánh những người mua mà chạy bỏ chạy thì họ đập luôn. Tôi đi thấy họ đến, họ cứ xông lên họ đánh cha, mà tôi thì đi đằng sau nó thấy mấy người họ cứ xông lên họ cứ đấm cha, rồi chứ là xong rồi tôi cũng nói không được đánh cha tôi, xong là mấy người công an áo vàng là họ bắt lôi tôi vô, nhưng tôi nói là ngồi đây thôi, họ cứ bắt là đi, mà họ lôi là mất cả dép luôn, xong rồi họ lôi lên trên thùng, rồi hai người tôi cũng không biết là có phải là công an hay không, nhưng mà không mặc áo công an là họ nhổ đánh nha, đánh cho chết nha, họ cứ đè đầu họ phang lại đè người, rồi nó còn đè ngực nữa, nó còn đè ngực thui nữa. Xong là đến giờ là được một lúc là một em nữa lại lên xe, họ họ cũng bỏ vào trong cái thùng xe nữa cùng với tôi. Vâng, vậy vì bây giờ cái thương tích của trên người chị thì gồm những cái, chị để lại những thương tích nào ạ? Đầu này đánh đánh như này, đánh nó cày mấy ngày đi là cứ bôi dầu với lại uống thuốc thì là hắn đã xẹp bớt, còn đường sau đi là cày u luôn, con nhà tôi vạch ra nhủ là may mà không mẹ không trúng ót là chết, chứ dư không không chảy được cái đầu nữa, tê quá. Mà cái ngực thì đau này, ngực thì đau nhưng đi chụp thì họ nhủ là bị thương phần mềm thôi. Khi em vô cùng cha xứ đang trên đường đi khởi kiện thì đi đến trạm 5 ở Diện Hồng thì bị các lực lượng công an dồn vô trong một bãi trống, và khi đó thì cha xứ bị đập thì em cũng có ra. Lúc em tới một lúc thì bọn ném pháo đến, nó đè người em xuống, nó bảo nó ngồi xuống. Lúc em ngồi xuống thì nó cũng vụt cho mấy gậy cái đầu lên mũ bảo hiểm á, rồi xong nó kéo em ra nó đập. Sau là có một tốp tốp còn mặc đồng phục á, tốp còn mật á, đấy là vụt vụt em cứ đè vào gáy, đè vào cổ, đầu là vụt.
Thế hôm đó anh là người chứng kiến thì anh có thấy rằng là người dân trong Ngọc hay là những người nào mà anh biết là họ có dùng đá để ném về phía lực lượng công an không hay là người dân mình ngồi một chỗ ạ? Khi đó người dân mình chỉ ngồi một chỗ thôi, còn đa số là phần công an mật họ sán đá. Những thành phần mà sán đá là những phần đó đánh đánh em đều em biết là được cái là họ sán đá sau lúc lục pháo quay ra là họ đánh mình luôn. Còn có một số em nhỏ thì họ chạy đến có hỏi, hồi em trong trong nhà thờ Lục Thái em có được nghe đó. Để mấy em nó bảo là thấy mấy ông chạy đến là hỏi bọn mày ném đá không, nó bảo là em không ném, nó xem tay xong nó cụt cho hai gậy nó thả đi. Thì sau em nghe được tin là cũng thuê một đội sán đá thôi, một đội giang hồ á, sán đá có dùng gậy gộc mà đánh lại dân.